Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Win. Mình là Khoa đây, thì hôm nay mình sẽ bày cho các bạn một cái cách để vô những cái vật cản nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái tháp đồng hồ cho các bạn coi. Ok, trước tiên là vào cái tháp đồng hồ. Cái đầu tiên cần các bạn phải cần cái drone thính nha các bạn. Không biết cái lưỡi chặt có được không, nhưng mà mình chỉ biết cái drone thính thôi. Ok, cái drone, nhưng mà cái lưỡi là cái drone thính chưa sạc xong á nha các bạn. Đó con tôi đó, thấy chưa, bạn thấy kinh chưa, đúng nhất luôn đó. Đây là mình, thấy chưa, kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa, cực kỳ kinh. Đó, ok, bây giờ mình sẽ vô các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái tháp đồng hồ. À mà hên xui các bạn, lỡ đồng đội nhảy chỗ khác, hoặc là cái tháp nào cũng được để mình coi thử được cái tháp nào thì mình chạy cho. Hoặc là cái tháp ở trong lũng đồ cũng được. Ấy, à, đường này, đường này. Cái này cũng được nha các bạn. Giờ mình sẽ vô cái tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ là cái nhà máy điện này. Quay về mấy thanh niên kia đang nhảy qua nhà máy điện. Mình thì qua đang qua tháp đồng hồ. Giờ mình sẽ vô, mình khoan vô tháp đồng hồ các bạn. Coi thử có ai không. Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái khúc. Không, mình chưa làm thử bây giờ, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn thử. Mình làm thử chứ. À, trước tiên mình phải đi luyện mấy cái súng đã. Súng đây, đúng cái mình thích. Mới vô nó hơi lag. Dép 2. Ok. Hai cái bắn gần. Rồi rồi rồi. Lét. Cực kỳ lét. Ok, các bạn chờ chút nữa các bạn. Ok, ba lô 3. Nồng kiếm thanh. Ok, mũ 2 nữa nè. Bắn bể cái thùng. Không cho cái thùng xăng tồn tại. Tồn tại. Tồn tại. Máu này. À, mũ 3. Chơi, 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 chơi. Giàu quá các bạn ơi. Đấy, thấy chưa? Cái tháp đồng hồ cực kỳ giàu. Quá trời mũ 2 luôn trời. Trời quá trời ba lô 2. Bữa nay nhiều nhiều đồ 2 ha. Trận này nhiều đồ 2. Nè scan này. Ok. Let's go. Ok, thì mình sẽ coi thử, mình sẽ thí nghiệm thôi các bạn. Để coi thử coi. Mình sẽ thí nghiệm vô cái này thử. Vô chưa? Không thấy gì luôn á. Ui, nhảy qua đây luôn rồi. Ok, thì mình sẽ vô đây thử. Ừ,
Vô đây y lộ. Vô đây. Vô. 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 Mình đã vô rồi nè các bạn ơi. Ok thì mình đã vô rồi. Vô được. Ui. Cái gì đây? Ủa mình đang ở trong này các bạn. Ok thì cái này chưa ai thử nha các bạn. Ok thì mình đã thử thành công rồi đây. Để chụp cái cầu thang này vô được. Nhưng mà vô không. Không gì đó. Không điều khiển không gì được hết nha các bạn. Không chuyển đồ được luôn. Rồi ok. Giờ sao ra? À, thì mình sẽ lấy cái drone thính ra thử. Yeah. Ok thì mình để. Rồi xong. Mình sẽ chuyển ra đây luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ vô cái tháp đồng hồ bằng cái cách đó luôn đấy các bạn. Ok, đứng ở chỗ nào cũng được hết. Thật là vi diệu quá đi mà. Ok, thì mình sẽ vô bằng cái kiểu này. Đó, các bạn thấy cái gì chưa? Các bạn thấy cái gì trong chưa? Đó, 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 đó. Mình thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Vô, vô, vô. Vô nào, vô nào, vô nào. Làm cái gì mà không chịu vô. Vô. Vô chưa? Cái gì á? Cho nó tự tuột luôn vậy. Ủa? Lúc mà làm được mà. Vô tháp này hơi khó nha các bạn. Vậy đây. Yeah. Ok thì mình đã vô trong rồi nè các bạn. Đó. Và không thể nằm nha các bạn. Chỗ rộng như vậy mà không thể nằm. Đó đi xung quanh chỗ nào cũng. Đây mình đang ở trong nè. Đó. Thấy chưa? Mình là căn nhà. Ê, 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 lộ lộ. Đó. Còn ra thì chỉ ra bình thường thôi. Cứ chạy ra là được. Ok. Thì đây là cái gốc lát của drone thánh các bạn. Vẫn bắn được ở ngoài các bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy sẹt lửa chưa? Cái thùng xăng mới sẹt lửa thôi. Đó, chỗ này là bốc khói này. Đến nhà bốc khói đấy kinh chưa kinh chưa đây cái này không biết có ai làm chưa ta nói chung là mình không biết mình thử thử thôi đó thì ra chỉ ra bình thường thôi cái gì đây bóng keo ok bây giờ mình sẽ thử cái gốc thử một cái gốc nào đó cái gốc bất kỳ. Cái gì đây, cái gì đây? Hình như là vô được nè. Vô được không? Ok. Gần vô được rồi các bạn ơi. Mặc lên trời. Mặc lên trời vô nào. Sao đang làm như vậy? Tự nhiên có đứa nào nó tới nó bắn à. Trời ơi. Sao không được. Ok cái góc này là không được nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ quay cái góc khác thử. Góc khác thử. Ok mình sẽ lấy cây M14 mình chơi thử chứ là mình không đây 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 mình sẽ vô thử bức tường này đó ok mình đã vô được rồi nghe các bạn không thể nằm luôn nghe các bạn cho nó kỳ vậy ta đó các bạn cái kênh chưa đây đây mình đang đứng dưới đất này mình là người khổng lồ hơi hơi khổng lồ này. Đó các bạn thấy kêu. Vẫn bắn lên trên được. Có được không ta? Mình coi thử. Không biết nữa. Để coi mình bắn ra kia thôi. Như được các bạn ơi. À, vẫn bắn ra ngoài được nha các bạn. Đó, mình không khuyến khích các bạn chơi cái này mà leo rank nghe. Đó.
vẫn bắn vẫn đồ bình thường được. Để coi thử ra bằng cách nào. Ra là chạy ra luôn rồi đây. Mình coi thử. À, ra là chạy ra luôn nếu vậy. Ra là chạy ra luôn. Không cần bom đây. Đây mình sẽ coi niên đồng đội. Đây. Ủa cái khúc này không bắn ra được cả ta. Hình như cái khúc này không bắn ra được các bạn ơi. Hình như tùy chỗ hay sao á. Đó cái chỗ này bắn ra được nè. Đây là cái đường ra. Mình có thể ngắm bất cứ chỗ nào. Ok. Mình sẽ ra chơi nhé các bạn. Ok thì mình sẽ coi thử có dùng keo được hay không. À bọn dùng bóng keo được, có dùng ở trên được không? À, đây. Cái tháp đồng hồ mình mới chui vô. Ở đây cái bóng keo ở trên, miệng nó cười ok, bỏ đây đi ha. Không, để chút các bạn. Coi thử có thằng kẻ địch nào nó đến đây không? Ồ, mình có thể coi trong nhà đồ luôn ngay. Đó, cái nhà hồi nãy. Mình lau mồ hôi cái đây. Nhưng mà coi chỉ được ở dưới tầng 1 cơ các bạn ơi. Đây. Đây là cái súng lục với lại đạn súng lục này. Mũ 2 này. Bàn ghế rồi tùm lum. Ok. Ok. Ok, và drone thính có thể dùng ngay bây giờ. Biết bò nó thu vô đây không? Bò thu vô đây thì mình sẽ dùng drone thính các bạn. Nhưng mà cũng hơi xui. Ok. Bỏ cái âm thanh ra cái này. Đó, bắn dạy nghe mới đã chứ. Khúc này không bắn ra được. Đó, khúc này bắn ra được nè. Khúc này bắn ra được nha các bạn. Khúc này không bắn ra được nè. Khúc này. À, khúc này mình đã test rồi. Vẫn bắn ra được. Không có ai tới đây chơi hết. Có ai tới đây chơi mình sẽ chôn nó. Dạ. Chỗ này không bắn ra được nha các bạn. À qua bên này bắn được này chắc luôn. Mình cá luôn. Mình cá với các bạn. Đó. Đó. Ơi. Chơi 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 chơi. Mình đã làm chuyện gì vậy? Thật là tội. Thật là tội cho thanh niên. Em mình không hề thấy thanh niên đó nha các bạn. Ok thì mình đang chơi trong đấu trường đấy. Xíu nữa mình chết rồi coi. Cho các bạn coi. Mình đang chơi trong đấu trường. Mình không chơi rank nha các bạn. Mình không thích chơi rank. Cái gì đây? Cái gì đây ta? Cái gì đấy? À, 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 à. Mình kêu ngay đầu nó. Đợi chút, đợi chút. Trời 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 thanh niên này. Chạy quá chạy lại ghê thế. Tưởng chạy thoát được à. Rồi. Thanh niên đó đâu. Trời trời mồ hôi. Trời mồ hôi. Rồi thanh niên đó đâu rồi. Ấy hết đèn nữa chứ.
lù ra chơi luôn. Thì nó cũng yếu rồi. Rồi xong phim. Xong phim thanh niên. Này nhé. Làm tôi mất hết đèn. Tôi còn chạy nữa à. Dám là người ta mất hết đèn. Mũ ba cũng giúp ba rồi. AK này. Sánh đổ súng. Đổ súng trời. Ủa xong đổi qua cây cung được các bạn ơi. À đổi qua được rồi. Lên lượm lại đồ. Ok, thì mình sẽ quay lại mình lượm giáp 2 của mình lại nha các bạn. Đó, ok, thì mình đã test cho các bạn nha. Được những cái cục lát vô được rồi nha các bạn. Nhưng mà còn nhiều cục lát lắm. Rồi xong. Cái này không cần top 1 nha các bạn. Nếu mà được top 1 thì hay. Còn không được top 1 thì thôi. Thanh niên này bắn lén này. Kìa. Cái gì vậy trời? Bơ máu à? Rồi xong. Xong. Mồ hôi quá. Ok. Đó thấy chưa các bạn, mình đã chơi đấu thường nha các bạn. Mình không chơi răng. Mình không chơi răng nha các bạn. Ok, thì nếu các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Tạm biệt.